đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh Hùng bán hàng tạp hóa và có mở thêm quán trà đá ở ngay trước cửa nhà nên rất đông khách ra vào. Sau nhiều lần quan sát quán của Hùng, nhân lúc vắng khách, bà Dung lân la đến hỏi chuyện. Chào chú Hùng. Chào bà chị. Dạo này nhà chú làm ăn tốt quá nhỉ? Em thì làm ăn gì hả chị? Làm ăn của như chị ý. Em thì kiếm cơm qua ngày thôi bà chị ơi. Chú cứ nói thế chứ, chú có muốn làm ăn với chị không? Chị cứ đùa. Em thì làm ăn làm sao được với chị? Chị nói thật đấy. Thế liệu chú có muốn làm ăn với chị không? Chị em mình hợp tác. Nếu mà chị nói thật thì em cũng làm thật. Kiếm tiền ai mà chả muốn. Bà Dung, một người có 20 năm kinh nghiệm làm nghề ghi lô đề. Sau khi nói chuyện với bà Dung, Hùng quyết định bắt đầu hành nghề, kết hợp làm ăn với bà Dung. Nhà chú đông khách, chị trả chú như thế là cao hơn chỗ khác rồi đấy. Chị cứ yên tâm, nếu làm ăn được, em sẽ không quên chị đâu. Cuối mỗi ngày, Hùng kiểm tiền của khách ghi lô đề, sau đó gửi toàn bộ tiền và bảng đề cho bà Dung và được bà Dung cắt lại 30% trên tổng số tiền mà Hùng thu được. Ngoài chợ có rất nhiều người là khách quen thuộc của Hùng, trong đó Hân là người thường chơi rất lớn. Chào chú, bán ăn nhân thịt. Anh muốn ăn thịt gì nào? Nạc vai hay là... Hôm nay chú ghét con gì đấy? Bác cứ đùa. Anh nói thật đấy, chú ấy là vua ăn đề đấy. Em bảo bác cứ yên tâm. Em mà ăn, em sẽ bảo bác. Bác phải lo. Ghi cho con đề 30. Sao hôm nay đánh to thế? Nốt được nghỉ à? Đêm qua ngủ mơ được báo một con 30, sáng nay có bà khách mở hàng trả tiền số series lại là 30, nên thôi chốt con 30 luôn. Liều thì ăn nhiều, thôi bác cũng chuẩn bị ăn theo luôn đi. Việc Hân đã đánh con đề 30 với số tiền 10 triệu đã khiến Hùng phải suy nghĩ. 30 quan đề đánh 30 quan đề. Hùng quyết định dùng toàn bộ số tiền là 62 triệu đồng của người chơi đề hôm đó đặt chỗ mình cộng với 11 triệu đồng tiền nhập hàng để đánh hết con đề 30. Tiền lô này, tiền đề này, vào con 30 hết, cho hết vào con đề 30. Cũng nổ thì thôi. Lô 30, 200 điểm, chuyển hết sang đề 690.000, chuyển hết 690.000 sang con đề 30. Cuối ngày hôm đó, Hùng lại giao tiền cho bà Dung. Sau ngày, bảng thế này, đánh có mỗi con 30. Thì hôm nay nó kết, mà tiền sẽ cầm được rồi. Con đi kiếm cái gì nữa? Ừ thì, mà thôi. Chị về đây. Cuối cùng đề về 75, Hùng mất trắng 73 triệu. Còn những người khách ghi lô đề của Hùng thì đánh thắng 42 triệu. Lúc vợ Hùng đi làm về thì thấy mọi thứ bất thường so với mọi ngày nên hỏi chồng.
anh không lấy hàng, để hàng họ sơ sài như thế này à? Thưa, hôm nay tôi mệt, chả muốn bê vác gì. Để ngày mai tôi lấy. Hôm sau, những người trúng đề đến tìm Hùng để nhận thưởng. Nhưng Hùng nói bận, chưa đến chủ đề để lấy được và xin khất. Chị Tiên trả thưởng đấy. Chú à, chú thư cho anh vài hôm. Tuy nhiên, khất hết lần này đến lần khác, Hùng vẫn không trả được, nên nhiều lần đã xảy ra cãi vã. Tôi xin chú. Chú cháu gì, tôi đồng nốt ngày mai, không trả tôi phá quán. Trưa ngày 12 tháng 2, Hùng đến nhà bà Đinh Thị Phước, mẹ vợ của Hùng. Bà Phước đã già và sống một mình. Thấy cửa không khóa, Hùng đã tự mở cửa để vào nhà. Đoán biết nơi bà Phước cất giấu tiền, Hùng đã lấy trộm được 22 triệu đồng và đôi khuyên tai vàng bà Phước cất giấu bên dưới tủ thờ. Số tiền lấy trộm đã được Hùng trả bớt cho những người trúng lô đề. Em cứ cầm tạm cho anh 2 triệu. Anh đã lấy được tiền của chủ đâu. Bao nhiêu ngày thua thì chả sao, bây giờ thắng một cái mà anh cứ như này. Chiều mai ra đi chơi anh trả hết. Sáng hôm sau, biết mất tài sản, bà Phước đã trình báo công an. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường. Một người quen của Hùng cho cơ quan công an biết. Tôi biết rõ anh Hùng, anh đang rơi vào cảnh nợ nần do ông Lô ông Đề đấy. Gần đây còn thường xuyên có người đến đòi nợ nữa đấy. Tuy nhiên, Hùng cũng cảnh giác rất cao. Anh ghi em con đề với. Không phải cửa hàng người ta buôn bán đàng hoàng, lô đề cái gì? Chiều nào bọn em đi xây về chẳng ngồi uống nước nhà anh. Em các bạn ngồi bàn bên kia anh không nhớ à? Anh chỉ nhớ kèm. Không cắt tiền đi, uống nước rồi uống, không có gì khác. Vâng. Đã bảo lô đề gì ở đây? Hùng khai nhận mình là người ăn cắp tiền của bà Phước. Công an tiếp tục khai thác thông tin. Cuối cùng, Hùng buộc phải khai ra những người có liên quan. Bà Dung và Hân cũng bị triệu tập ngay sau đó. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã kết luận bà Dung và Hân cùng phạm tội đánh bạc.